Lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 32 thường niên, ngày 9 tháng 11 năm 2020. Lạy Cha thương xót, thương xót thân con tội lỗi. Vì Cha đã đứng muốn cứu rỗi cho ai lỡ lòng, Cha không xét xử tội lỗi con, Cha ôm ấp chưa lành vết thương. Vì Cha là đấng xót thương, Cha là đấng nhân từ với lòng thương xót, Cha là đấng nhân từ với lòng thương xót. Mến chào anh chị em. Chúc anh chị em một tuần lễ mới tràn đầy ân sủng và bình an của Chúa Giêsu, đấng giàu lòng thương xót. Chúng ta dâng tuần lễ mới này lên cho Chúa. Dâng công ăn việc làm, sức khỏe, dâng tất cả những chương trình, những dự án của cá nhân, của cộng đoàn, của gia đình. Và chúng ta dâng thế giới này cho lòng thương xót của Chúa. Nhìn chị em biết thế giới chúng ta đang trải qua rất là nhiều xáo trộn. Thứ nhất là cơn đại dịch vẫn chưa chấm dứt và có nguy cơ bùng nổ vào mùa đông này. Nhất là ở bên Mỹ, bên Âu Châu, những nước lạnh là nơi dễ cho virus corona phát triển. Thứ hai là thiên tai, lũ lụt, rồi động đất, rồi sụt lở. Đặc biệt là tại Việt Nam, hết cơn bão số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, rồi lại 11. Rồi sắp thành 12, 13 gì đó, lại sắp tiếp tục đổ vào. Trong tháng 11 này, chúng tôi sẽ đi ra ngoài miền Trung để làm công việc là chia sẻ tình người với anh chị em của mình, không phân biệt tôn giáo. Ai cần, những con người cần giúp đỡ thì chúng tôi giúp và chúng tôi liên lạc trực tiếp với địa phương, với các cha hay là các nữ tu sĩ ở đó, để biết chắc những nơi nào cần giúp và đáng giúp, để những món quà được đưa đến tận tay. Có khi người ta chỉ đi ở những nơi dễ đến rồi quay phim chụp hình, nhưng mà những vùng xa, vùng sâu, địa phương đó không có đi lại được, cho nên thiếu phương tiện truyền thông, họ không thể báo cho biết được, thì chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc đến những nơi đó. Anh chị em cầu nguyện để chúng tôi đi về được bình an. Và khi đi làm công tác bác ái, tránh tuyệt đối cái hình thức gọi là phân biệt đối xử. Ví dụ như cũng có nhóm công tác gì đó cũng nổi tiếng lắm, một hai người cũng thu góp được nhiều, nhưng mà đi thì lại lợi dụng lúc đó để đi tuyên truyền cái tôn giáo của mình. Ví dụ bảo là ai là người đạo Phật thì được quà nhiều hơn, những người công giáo thì ít hơn, hoặc là những người đạo khác thì ít hơn. Rồi mình lợi dụng đó mình đi tuyên truyền cái tôn giáo của mình. Thì tôi nghĩ rằng như thế chúng ta không nên làm như vậy. Mọi người đều là anh chị em với nhau, thương yêu hết mọi người, mà ưu tiên không phải là người có đạo mình hay không đạo mình, mà ưu tiên là những người nghèo khổ. Cái đó mới là đúng. Đạo phải dạy yêu thương, và yêu thương những người nghèo khổ. Và những người ngoài đạo có khi cần phải ưu tiên hơn là những người trong đạo. Như thế thì mới diễn tả được cái sự gọi là từ bi hỷ xả, diễn tả được lòng thương xót. Rồi chúng ta cũng cầu nguyện cho thế giới chiến tranh loạn lạc, chiến tranh biên giới giữa những cường quốc, rồi chiến tranh giữa những nước này với những nước khác, và đưa ra biết bao nhiêu những vũ khí hủy diệt, tối tân và tốn kém biết bao nhiêu. Cái tiền mà mua bán vũ khí đó cứu trợ được biết bao nhiêu những người dân trong vùng lũ lụt hoặc là trong cơn đại dịch, trong khi dân thì đói, khổ, không có cơm ăn áo mặc, mà những người lãnh đạo thì cứ lấy tiền đó đi mua vũ khí rồi đi xâm chiếm nước khác hoặc đi đánh nhau. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho Hoa Kỳ, cả thế giới đều hướng về đất nước Hoa Kỳ để cầu nguyện, xin Chúa soi sáng cho những người dân, tìm được những người lãnh đạo xứng đáng. Có khi người không công giáo họ lại tốt hơn những người công giáo.
Đó là cái điều đáng buồn. Cho nên là mình cầu nguyện để làm sao những người Công giáo phải sống bằng gương sáng cho những người không Công giáo thì tốt hơn. Và tôi thấy những người không Công giáo thì họ lại sống minh bạch tốt hơn. Cho nên là xin Chúa cho có một cái sự công bằng trong đó. Phải có công bằng rồi mới nói chuyện bác ái. Không công bằng mà có sự gian lận trong đó thì không thể nói đến chuyện hòa bình và bác ái được. Cho nên bước đầu để người lãnh đạo là phải quang minh, chính đại, công minh ngay từ bắt đầu. Còn ngay từ bắt đầu mà mình bước vào cái đường lãnh đạo bằng con đường gian lận hay là gian trá, gian dối thì nó sẽ kéo theo hậu quả không biết nó sẽ như thế nào và ảnh hưởng đến cả thế giới. Cho nên chúng ta tha thiết là xin Chúa đứng vào lòng thương xót, đói thương đến thế giới này. Và nhân loại chỉ tìm được bình an đích thực khi nào họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Vì nếu họ quay về lòng thương xót của Chúa thì họ biết yêu thương nhau, biết xót thương nhau, sống công bằng, sống bác ái, không còn gây hấn, không còn chiến tranh và không còn gian dối, gian lận nữa. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 32 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn, khởi đầu thư của Phaolô gửi Tito, chương 1 câu 1 đến câu 9. Thư Tito, chương 1 câu 1 đến câu 9. Khởi đầu thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Tito. Tôi là Phaolô, tôi tớ của Thiên Chúa và tông đồ của Đức Giêsu Kitô, có nhiệm vụ đưa những kẻ Thiên Chúa chọn đến đức tin và sự nhận biết chân lý phù hợp với đạo thánh, với niềm hy vọng được sự sống đời đời mà Thiên Chúa đấng không hề nói dối đã hứa từ thuở đời đời. Vào đúng thời đúng buổi, người đã biểu lộ lời người trong lời rao giảng đã được giao phó cho tôi. Theo lệnh của Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta, tôi gửi lời thăm anh Tito, người con tôi thực sự sinh ra trong cùng một đức tin chung. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta ban cho anh ân sủng và bình an. Tôi đã để anh ở lại đảo Crypta chính là để anh hoàn thành công việc tổ chức và đặt những kỳ mục trong mỗi thành như tôi đã truyền cho anh. Kỳ mục phải là người không chê trách được, chỉ có một đời vợ, con cái cũng tin đạo và không mang tiếng là sống phóng đãng hay bất phục tùng. Thật vậy, giám quản với tư cách là quản lý của Thiên Chúa phải là người không chê trách được, không ngạo mạn, không nóng tính, không nghiện rượu, không hiếu chiến, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn. Trái lại, phải hiếu khách, yêu chuộng điều thiện, chừng mực, công chính, thánh thiện, biết tự chủ. Người ấy phải gắn bó với lời đáng tin cậy và đúng đạo lý, để vừa có khả năng dùng giáo lý lành mạnh mà khuyên nhủ, vừa có khả năng bẻ lại những kẻ chống đối. Đó là lời Chúa. Mời cộng đoàn lập lại câu đáp. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thanh nhan Ngài. Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. Nền trái đất người dựng trên biên ca, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. Ai được lên núi Chúa, ai được ở trong đền thanh của người, đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tưởng. Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu độ thường công xứng đáng. Đây chính là dòng dõi những kẻ kiêm tìm người, tìm thanh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp. Lạy Chúa, đây là dòng dõi những kẻ tìm kiêm thanh nhan Ngài. Hallelujah, hallelujah. Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 17 câu 1 đến câu 6. Luca 17
1-6. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng. Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh: tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa hôm nay chúng ta thấy có 3 điểm rất rõ. Thứ nhất là làm gương sáng, ngược lại là đừng có làm gương mù. Thứ hai là tha thứ, mà không phải là tha thứ 3 lần. Việt Nam gọi là quá tam ba bận, nhưng mà tha thứ vô giới hạn. Thứ ba là có lòng tin, gương sáng, tha thứ và lòng tin. Đó là 3 điểm trong bài tin mừng ngày hôm nay mà mỗi người chúng ta nghe đều thấy rất rõ. Có khi ta thấy rõ lắm, nhưng mà khó làm, đúng không? Rõ thì rõ đó, sao mà khó thế? Làm sao mà làm gương sáng được mãi? Mà nếu mà làm gương mù gương tối mà làm cho người ta vấp ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà xô xuống biển, còn hơn là để nó làm cớ cho một trong những trẻ nhỏ này vấp ngã. Làm sao mà làm được khi mà người ta xúc phạm bên mình mà đến tới 77 lần 7, có nghĩa là không có giới hạn. Số 7 là số hoàn hảo. 77 lần 7 không phải là 77 nhân với 7 rồi hết cái đó, còn tới cái hết quá giới hạn đó thì chúng ta tính không, không có giới hạn. Số 7 trong Kinh Thánh là số hoàn hảo. Rồi lòng tin mà cỡ bảo là cái cây dâu này bật lên mà xuống dưới biển kia nó cũng vâng lời, làm gì có chuyện đó, ta thấy không? Vì thế mà nghe lời Chúa xong, ta phải cầu nguyện để xin Chúa, thứ nhất cho mình hiểu cho rõ, cho đúng. Hiểu không rõ, hiểu không đúng thì chúng ta sẽ làm sai thôi. Cái điều quan trọng là phải hiểu cho rõ, cho đúng đã. Có những người mới nghe bảo là làm cái này làm cái kia nhanh nhiều đoạn là chạy đi làm liền, mà chưa hiểu rõ cái công việc mình làm như thế nào, chưa hiểu rõ cái ý định của người ra lệnh cho mình như thế nào, chưa có thông, gọi là đã thông tư tưởng. Có những người nhanh nhiều đoạn với bảo đi mua cái chạy đi mua liền, mua cái gì, mua kích cỡ làm sao, như thế nào thế nào. Tôi sợ những người nhanh nhiều đoạn, thà không làm còn hơn làm sai, phải không? Người ta bảo là nhiệt tình cộng với ngu dốt trở thành phá hoại là vậy. Thà không làm. Cho nên thường khi mà tôi nghe ai nói cái gì, tôi hỏi lại coi, thưa có phải như vậy hay không. Nếu mình không rõ mình cứ hỏi lại, đừng có nghe gà hóa quốc, nghe câu được câu trăng, rồi chúng ta không có kiểm tra, không kiểm chứng lại. Cho nên khi mà tôi nói với ai cái gì, tôi cũng ít khi nói một lần. Nhắc lại, ra tiệm đó mua cho tôi cái này, cái này, cái này. Hay là con lên chỗ bàn thờ đó, con cái hoa này, cái nến này, này, này. Rồi, rõ không? Đây này, cái hoa này này, cái nến này. Hướng dẫn thật rõ, hỏi lại, chắc chưa? Hiểu rõ chưa? Rõ. Hay là tôi đi gửi bài như vậy. Thu xong rồi, có cái trục trặc gì đó,
Tôi hướng dẫn anh kỹ thuật viên, hướng dẫn xong tôi hỏi con có hiểu được rõ không? Con hiểu rõ rồi. Chứ nhiều khi vâng mà làm sai, mà thà không làm còn hơn là làm sai. Chị em thấy cái điều quan trọng khi lắng nghe lời Chúa là như vậy. Thế thì với cái ý thứ nhất là không thể không có cớ làm cho người ta vấp ngã. Rõ ràng không thể không có nghĩa là có không? Không thể không, hai cái không trở thành cái có. Cớ vấp phạm, gương mù gương xấu chắc chắn là có. Vì con người mình mà, nhân vô thập toàn. Nhưng mà khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá vào cổ nó và xô xuống biển còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em phải đề phòng. Tại vì khi mình làm một điều xấu mà chỉ mình lãnh cái hậu quả, nó là một. Nhưng nếu mình làm điều xấu mà mình lại là người lãnh đạo, là người có trách nhiệm, là người hướng dẫn, là người mục tử, là người làm cha, làm mẹ, thì cái lỗi đó, cái sai đó nó nặng hơn nhiều. Vì lý do là mình có trách nhiệm trên những người khác. Và những người khác nhìn vào mình, nhìn vào mình, thấy rằng là mình nói một đàng là một nẻo là tiêu rồi. Cho nên thưa anh chị em, chúng tôi, những anh em linh mục, những người mà lãnh nhiệm vụ Chúa trao phó qua giáo hội, đó là nhiệm vụ rao giảng. Điều đó rất là quan trọng, mà cũng là một cái nhiệm vụ khó và nặng nề nhất, là mình phải nói làm sao cho đúng, cho chính xác. Nguyên cái việc nói cho đúng, cho chính xác đã khó. Nói đúng, nói chính xác xong thì phải, cũng phải sống đúng cái điều mình nói. Cho nên nếu mà không thì sẽ là gương mù gương xấu cho người giáo dân. Anh chị em sẽ nói rằng cha nói một đàng mà cha làm một nẻo. Và có nhiều người vì thế mà bỏ đạo. Bỏ đạo, không đi lễ, không đi nhà thờ nữa vì lý do là thấy bị vấp phạm. Vấp phạm, nói là khó nghèo mà sao mà cha sang quá. Thế không ạ? Nói mà hiền lành sao mà cha dữ tợn quá chẳng hạn. Nói mà khiêm nhược sao mà cha kiêu ngạo quá chẳng hạn. Nói là gần gũi với người dân mà chỉ gần gũi với người giàu không chẳng hạn. Nói là ăn uống tiết kiệm mà cha ăn nhậu là bê bết quá chẳng hạn. Khó lắm thưa anh chị em, khó lắm. Cho nên cái trách nhiệm của những người càng làm lớn bao nhiêu thì cái trách nhiệm của mình lại càng nặng nề bấy nhiêu, vì nó là liên đới đến người khác, không phải chỉ có một mình. Vì thế mà tôi thấy sao người ta ham làm tổng thống đấy, không biết giành lấy bằng được. Thôi thì cứ đường đường chính chính đi, song phẳng đi. Ai có tài có đức thì dân nó thấy thì nó bảo vậy thôi. Mình không tài không đức mà mình đi bằng cái con đường gian lận, bằng cái con đường dối trá thì lại gương mù gương xấu. Thà buộc cối đá và ném xuống biển Thái Bình Dương còn hơn là để cho ông làm tổng thống, hơn là để cho ông làm chủ tịch, hơn là để cho ông làm tổng bí thư. Thế Việt Nam bây giờ cũng đang bầu lại, cũng lựa chọn những người mà xứng đáng để vào gì đó quốc hội hay là vào hội đồng nhân dân vân vân. Thì những cái người mà dám đứng lên nói cái cương lĩnh của mình, nói đến cái chương trình kế hoạch của mình, nếu tôi làm tổng thống, nếu tôi làm chủ tịch, nếu tôi làm bí thư thì sẽ thế này thế này thế này, nói uốn lưỡi bảy lần liệu coi mình có làm được hay không. Nếu mà không làm được thì đừng nói. Nó bảo khổ trai mà không nói ai bầu thì thôi đừng có đứng cử nữa. Mình không có tài liệu vô đức thì sao mà ứng cử được. Thế nên cái khó là làm sao kiếm được người vừa có tâm vừa có tầm, tức là có tài và có đức. Nếu mình chỉ có tâm, tức là có đức, mà không có tầm, tức là không có tài, cũng chả làm cái gì. Cùng lắm thì xoa dầu cù là vui vẻ với nhau thôi, chứ vô tổ chức, không có kế hoạch gì cả,
có lòng tốt, không tham nhũng, không hối lộ, không móc ngoặc, không có dối trá, nhưng mà không có tài tổ chức, không có tài ăn nói, không có tài điều binh khiển tướng, nói ai nghe. Có tâm mà không có tầm, có đức mà không có tài. Nhưng mà ngược lại, nếu một người có tài mà không có đức, còn nguy hiểm hơn. Nguy hiểm ở cái chỗ là họ có tài, họ khéo léo tổ chức, họ khéo léo che giấu, họ khéo léo mưu mô, họ khéo léo bày binh bố trận, đủ thứ hết. Họ vơ vét lợi lộc của họ, thí dụ thế. Rồi dễ trở thành người độc tài. Người độc tài là người có tài mà không có đức, gọi là độc tài. Nắm quyền vô mà không có đức, không có lòng thương xót thì chỉ có chết thôi. Mà nếu mà có lòng thương xót mà không có khả năng làm cái gì thì cũng bắt nháo hết với nhau vậy. Thôi cứ cười xòa với nhau rồi đói chung với nhau cho nó vui vậy thôi, làm cái gì. Thưa anh chị em, cho nên nếu một người có trách nhiệm, dù một cộng đoàn, một gia đình, một giáo xứ, một giáo phận, hay là một quốc gia, hay là những người lãnh tụ của cái thế giới chẳng hạn, thì phải là người có tài, có đức, người dân lựa chọn. Hoặc thưa cha, bây giờ khó, người có tài thì không có đức, người có đức thì không có tài. Thì những người như vậy thì đừng có ra ứng cử nữa thì tốt hơn. Rồi biết mình, tôi quan trọng là biết mình, biết tôi có đức, tôi hiền lành, nhưng mà không có tài. Biết tôi có tài nhưng mà tôi vô đức, tôi dễ làm cái điều độc tài, độc đoán, tác hại vô cùng. Vì thế mà chúng ta thấy trong bài đọc 1, thư Phaolô gửi Tito nói với Tito thế này này: tôi để anh ở lại Crete để anh hoàn thành công việc tổ chức và đặt những kỳ mục trong mỗi thành như tôi đã truyền cho anh. Kỳ mục trong mỗi thành tức là người lãnh đạo, người mục tử. Kỳ mục phải là người không chê trách được, chỉ có một đời vợ, con cái cũng tin đạo, không mang tiếng là sống phóng đãng hay bất phục tùng. Đấy, nếu mà không có cái điều đó, đừng có ra lãnh đạo, đừng làm kỳ mục, đừng người đứng đầu trong mỗi thành. Phải là không chê trách được, con cái tin đạo, không mang tiếng là sống phóng đãng hay bất phục tùng. Thật vậy, giám quản với tư cách là quản lý của Thiên Chúa, như linh mục, như giám mục thì chẳng hạn, phải là người không chê trách được, không ngạo mạn, vì càng làm lớn bao nhiêu thành dễ ngạo mạn bấy nhiêu, không nóng tính, không nghiện rượu. Khó, có chức có quyền đã mời đi ăn đi nhậu rồi cũng phải dính vô thôi. Không hiếu chiến, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn. Đó là những cái không. Nhưng mà không như vậy chưa đủ, phải có những cái có nào đấy chứ. Tôi không nghiện rượu, tôi không hiếu chiến, tôi không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn, thế nhưng mà tôi lại hay nói dối chẳng hạn thì cũng không xong, thế mà tôi lại hay ghen ghét thì cũng không có được. Thường mình càng có quyền bao nhiêu thì mình hay kiếm lợi bấy nhiêu, gọi là quyền lợi. Quyền đi với cái lợi, có quyền thì đi tìm cái lợi. Lợi lộc thấp hèn tức là tìm cái lợi bất chính để cho cá nhân mình, gọi là lợi lộc thấp hèn. Trái lại, phải hiếu khách, yêu chuộng điều thiện, chừng mực, công chính, thánh thiện, biết tự chủ. Đó, người lãnh đạo đấy, người mục tử đấy, người mà đứng đầu đấy, một tổ chức đấy, một đất nước đấy, một quốc gia đấy, phải là người hiếu khách, yêu chuộng điều thiện, chừng mực, công chính, thánh thiện, biết tự chủ. Người ấy phải gắn bó với lời đáng tin cậy và đúng đạo lý. Gắn bó với lời của Chúa, gắn bó với lời đáng tin cậy và đúng đạo lý, phải nắm vững giáo lý để vừa có khả năng dùng giáo lý lành mạnh mà khuyên nhủ, đồng thời vừa có khả năng bẻ lại những kẻ chống đối. Người lãnh đạo mà không vững về giáo lý, không vững về kinh thánh, để cho người ta vặn mấy cái là bí, thua. Hoặc là không hiểu cho đúng, rồi đi giảng, nó chạch, nó sai một ly đi một dặm. Vì nếu
Ví dụ như là anh Thắng kia chẳng hạn, anh ấy nói với vợ anh thì chỉ có hai người, cùng là vợ anh nghe. Nhưng mà nếu anh Thắng anh ra giữa đi họp nhóm chẳng hạn, nhóm Kinh Thánh mà anh nói hướng dẫn sai thì cả nhóm nó sai. Rồi cái người sai đó đi về nhà mình lại nói cho gia đình mình, thế loại sai, cái vết dầu răng của sự sai đó nó cứ sai hoài. Cho nên giáo lý lành mạnh mà khuyên nhủ vừa có khả năng bẻ lại những kẻ chống đối. Nhất là bây giờ thưa anh chị em, người ta hay lý lẽ lắm, mà mình mà không vững giáo lý, không vững Kinh Thánh, dễ bị rối đạo, dễ bị lạc đạo, rồi mình bỏ đạo. Vì thế mà ta thấy có một thời là cái gì đó, đạo mẹ Chúa Trời. Anh chị em thử suy nghĩ coi. Một giám mục nói với chúng tôi là một giáo phận mới đầu chỉ có một hai sinh viên, nó đi Hàn Quốc nó về. Rồi nó học cái đó. Vậy mà nó lôi kéo cả 100, cả 200 người trong cái giáo phận đó. Mà họ nghe một cách say sưa, một cách say mê. Trong khi đó, mình huấn luyện bao nhiêu năm, từ bé rửa tội lên. Mà nhiều khi, chính những anh chị em giáo dân mình này, có lôi kéo được những người khác đến mà giảng đạo cho họ không? Thấy chưa? Này, ông Sum anh đã giảng cho ai được chưa? Này, chị Phúc kia, chị đã lôi kéo được ai chưa? Chị Phương, chị lôi kéo được ai chưa? Chị Hiền, chị lôi kéo được ai chưa? Anh Tuấn, anh lôi kéo được ai chưa? Thấy không? Có khi mình học hỏi xong rồi, cái lúc nào mình cũng mặc cảm là em chả, em không biết gì đâu. Trong khi đó những người lạc đạo, những người rối đạo, họ lại mạnh dạn họ đi tuyên truyền những điều sai lầm, mà họ nói một cách sắc tín, nhiệt tình, làm cho người ta dễ nghe và người ta đi theo. Cho nên bây giờ nếu mà không chịu học hỏi, cũng cảm ơn Chúa là mỗi ngày có lời Chúa gửi đến anh chị em, chúng tôi cũng cảm thấy rất nhiều người nói rằng vì đi lễ thì không có thời giờ, có khi ra giảng chỉ được 5-10 phút, giảng lâu thì giáo dân họ ngồi nó kêu không được. Cho nên ở nhà chả muốn giảng bao nhiêu con nghe bấy nhiêu, không nghe hết thì chốc nữa nghe tiếp, rồi tối nghe tiếp, hoặc là lái xe 2-3 tiếng đồng hồ nghe hết bài giảng của cha cũng được rồi. Tôi thấy không được, muốn chịu khó nói thêm một tí. Anh chị em chịu khó nghe cho nó rành mạch, cho nó rõ ràng, cho nó chính xác. Rồi có đủ khả năng để nếu mà trên mạng anh chị em đọc hoặc nghe những cái tin tức, hoặc là những cái nguồn tin, hoặc những cái bài giảng, bài chia sẻ mà nó không đúng, nó sai, nó chạch giáo lý Kinh Thánh, hay là nó chỉ 10 cái, chỉ cần sai một cái thôi. 9 cái nghe rất là đúng, họ chỉ nhích một cái thứ 10, coi là mình đi lạc đường luôn rồi. Thấy không ạ? Đang đi thẳng đường, chỉ cần nhích một cái là đi lạc đường rồi. Mà mình không có tỉnh táo, dễ bị. Cho nên cái điều đó mời gọi anh chị em mỗi người chúng ta hãy chịu khó học hỏi hiểu biết để mình sống làm gương sáng cho người khác. Mà nếu có sai là chuyện bình thường, xin lỗi Chúa, xin Chúa sửa đổi con để con không trở thành gương mù gương xấu cho người khác. Anh chị em cũng thương chúng tôi, cầu nguyện cho những anh em linh mục để chúng tôi không trở thành gương mù gương xấu cho những người giáo dân đều phải thất vọng vì chúng tôi. Thứ hai nữa là khi mình làm gương sáng thì một trong những điểm đó là tha thứ. Làm sao mình có thể tha thứ cho người khác được? Không, không có khả năng, quá tam ba bận thôi. Nhưng mà nếu anh chị em cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của mình, nếu mà chỉ có 3 lần, vậy thì đời mình xưng tội bao nhiêu lần? Tôi, anh chị em, linh mục, giáo hoàng cũng vẫn đi xưng tội nha. Anh chị em nhớ là Đức Giáo Hoàng trước khi mà Ngài đi giải tội thì Ngài đến tòa, Ngài xưng tội trước, rồi Ngài mới đi ngồi tòa giải tội. Cho nên nếu như vậy anh chị em nghĩ thử coi, nếu mình giữ một tháng mình xưng tội một lần, hoặc là có những người giữ đúng luật là một năm xưng tội một lần, bây giờ là 60 tuổi, 70 tuổi thì có phải là 70 lần mình xúc phạm đến Chúa không? Vậy mà Chúa vẫn cứ tha thứ. Anh chị em có người hỏi tôi là thưa cha, sao, tại sao Chúa bắt phải tha tới 77 lần, nó lờn mặt đi. 3 lần là quá lắm rồi, rồi nó lờn. Thưa anh chị em, Chúa thương xót, mà cao điểm nhất của sự thương xót đó là sự tha thứ.
tha thứ vô điều kiện. Khi người ta nhận được cái sự tha thứ của Chúa trên cái con người của mình và nhận thấy rằng là mình tội lỗi như thế mà Chúa vẫn cứ yêu thương mình như vậy, Chúa cứ xót thương mình như thế, Chúa cứ tha cho mình như vậy. Cho nên cảm nhận được sự tha thứ, cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thì mới có khả năng thương xót và tha thứ cho người khác. Như cha đã tha cho con thì con cũng tha cho kẻ có lỗi với con. Mình vẫn đọc kinh lạy cha ngày như vậy. Anh đong đấu nào thì Chúa sẽ đong bằng đấu ấy. Mình tha thứ cho người khác bao nhiêu thì Chúa, lòng thương xót của Chúa còn lớn hơn muôn vàn tội lỗi của nhân loại cộng lại. Mình, lòng thương xót của mình so với lòng thương xót của Chúa có là gì đâu mà dám nói rằng là tôi tha vậy là nhiều lắm rồi. Thử đếm thử coi mình xúc phạm đến Chúa bao nhiêu lần mà bấy nhiêu lần mình lại Chúa xin thương xót chúng con và toàn thế giới, Chúa vẫn xót thương, Chúa vẫn cứ tha thứ cho mình. Mỗi lần mình quay trở về thống hối ăn năn là Chúa tha. Có người nói như vậy thì mình có lợi dụng lòng thương xót của Chúa không? Thưa không. Tại vì ngay lúc mình quay trở về mà mình thành tâm thiện chí thực sự là con muốn quay về, ngay lúc này đây này, xin Chúa tha thứ cho con, thì Chúa chỉ tính lúc đó, ngay lúc đó thôi. Ngày mai ai biết được chuyện gì xảy ra, đúng không ạ? Con người mình yếu đuối, có thể mình sẽ vấp ngã. Nhưng mà nếu cứ nghĩ rằng là mai mình sẽ vấp ngã thì mình chờ đến bao giờ mình không phạm nữa thì mình mới sưng à? Chỉ có khi nào chết thôi, khi nào chút hơi thở cuối cùng, thân linh hồn lìa khỏi xác thì mình mới hết cái khả năng phạm tội thôi. Tại vì còn trong cái thân xác này thì mình còn hỉ nộ ái ố sầu bi và ma quỷ nó còn cám dỗ được, cho nên là mình còn có khả năng phạm tội. Và khi mình thấy rằng mình còn có khả năng phạm tội thì mình cần đến lòng thương xót, cần sự tha thứ của Chúa. Và khi mình thấy Chúa tha thứ cho mình như vậy rồi thì anh em xúc phạm đến mình mới có thể có khả năng mà tha thứ cho anh em của mình được. Và cuối cùng, thưa anh chị em, chúng ta vẫn nói lại Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Có người nói thì cha, con cầu nguyện mà kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ con lo quá, không biết làm sao, nhưng mà không biết có được như mình cầu xin hay không. Rồi có người nhắn, chúi con nản quá cha ơi, thấy mình xin không được rồi cha ơi. Chắc quân mình thua rồi cha ơi, quân đỏ thua rồi cha ơi, quân xanh nó thắng rồi cha ơi. Ui rồi suốt ngày tôi nhận được không biết bao nhiêu là cái tin nhắn. Tôi bảo ủa tôi đâu có bầu Tổng thống Mỹ đâu mà sao mà làm dữ vậy? Làm như tôi có quyền quyết định không bằng. Thì thưa anh chị em, tôi có nói với họ là thế này. Mình tin vào Chúa, mình tin thác vào Chúa là lạy Chúa dù xảy ra kết quả thế nào, con vẫn cứ tin thác vào Chúa. Con vẫn tin vào Chúa là đấng yêu thương, khôn ngoan và đầy quyền năng. Con vẫn tin rằng một sợi tóc trên đầu rơi xuống không ngoài ý Chúa thì chuyện một tổng thống của cả thế nước mà ảnh hưởng cả thế giới mà lại Chúa không biết hay sao. Mà tin như vậy, và đó là cái thách đố của niềm tin. Mà nếu mình tin được như vậy thì Chúa mới bảo rằng là có lòng tin bằng hạt cải thì bảo cây dâu này bật rễ lên xuống biển, cây mà mọc nó cũng vâng lời anh em. Có nghĩa là tin thế nào được như vậy. Chúa ban cho, nói với Faustina là ta ban cho con một cái bình, gọi là bình tín thác. Lòng tín thác của con càng mạnh bao nhiêu, tức là cái bình tín thác con mở ra bao nhiêu thì ơn của ta xuống trên con bấy nhiêu. Lòng tín thác của con mà nhỏ như cái bình thắt cổ lại thì ơn của ta không xuống được trên con đâu. Tin thế nào được như vậy. Amen. Bao la dâng lên lời ca cảm tạ Chúa ơi, cuộc đời là bê dô khổ đau cùng thân vọng chán trường, con tìm được đâu chốn tựa nương ngoài lòng từ ai Chúa son thương. Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc. Trong suối nguồn yêu thương về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xóm thương nhân từ, để đây con
trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa. Chuyện đạo chuyện đời thứ hai mùng 9 tháng 11 2020, cung hiến thánh đường Laterano. Đến với lòng thương xót Chúa, cuộc đời ta sẽ an vui ngập tràn, cuộc đời ta sẽ tìm thấy bình an. Đến với lòng thương xót Chúa, Chúa sẽ ban ơn lành nếu ta có lòng thành. Lòng thành luôn bên Chúa, lòng thành luôn yêu người. Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Bao năm xa cách rồi, nay tìm về bên Chúa, xin được Chúa của lòng thương xót. Chuyện đạo chuyện đời thứ hai mùng 9 tháng 11 2020, cung hiến thánh đường Laterano. Nhà thờ chính tòa Roma do hoàng đế Constantino xây năm 320. Lễ kính ngày mùng 9 tháng 11 hàng năm. Thánh đường là nơi quy tụ dân Chúa, là nơi các tín hữu tới cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích. Thánh đường là nơi Chúa ngự, là nơi mình máu Thánh Chúa luôn hiện diện, là nơi dân Chúa lãnh nhận muôn vàn ân huệ, muôn vàn hồng ân từ lòng thương xót của Chúa. Đền thờ Laterano là nhà thờ chính tòa của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha với tư cách là giám mục Roma cũng đặt ngay tòa của mình tại nhà thờ chính tòa. Đền thờ này được xây dựng vào năm 320 khi Giáo hội Chúa Kitô tượng trưng cho Tòa Thánh Roma vừa thoát qua khỏi một thời kỳ cấm cách bắt bớ khủng khiếp. Đền thờ này do công của hoàng đế Constantino xây dựng để tôn vinh danh Chúa và để dân Chúa có nơi tụ tập, đọc kinh, cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích. Đền thờ này đã được cung hiến vào khoảng thời gian nói trên. Lịch sử thuật lại rằng khi hoàn tất ngôi thánh đường này, nhiều đoàn người khắp trong thành Roma đã tuôn đến dự lễ khánh thành và hiệp ý trong nghi lễ cung hiến ngôi thánh đường dùng đặt ngay tòa của Đức Thánh Cha với tư cách là giám mục Roma. Ngôi đền thờ Laterano đã trải qua biết bao nhiêu biến cố, biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đạo giáo, biết bao nhiêu thử thách, khó khăn của các thời hoàng đế Roma trị vì. Biết bao nhiêu người đã tới thánh đường Laterano để xin rửa tội, gia nhập đạo Thánh Chúa trong những đêm phục sinh và mừng lễ vượt qua tại đây. Thưa anh chị em, ngày nay đền thờ Laterano vẫn vút cao, vẫn đứng sững như muốn nói với mọi người Thiên Chúa luôn yêu thương dân người. Ngày nay vẫn có đoàn đoàn lớp người tới dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Hàng năm, ngày thứ năm tuần thánh, Đức Thánh Cha vẫn tới cử hành thánh lễ với các linh mục Roma, với các hồng y, giám mục, và Ngài diễn tả lại hành động cử chỉ của Chúa Giêsu xưa nơi nhà tiệc ly là rửa chân cho các tông đồ.
Xin Chúa giúp chúng con biết kính yêu Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Ngài và cho giáo hội luôn trung tín với sứ mạng rao giảng tin mừng. Xin cho chúng con cũng biết tôn trọng đền thờ Thiên Chúa là chính tâm hồn chúng con, cũng như những anh chị em khác sống chung quanh chúng con. Chúng con cung kính khi vào trong đền nhà thờ. Chúng con cảm nhận được sự hiện diện sống động của Chúa khi đến tham dự thánh lễ tại nhà thờ thế nào, thì xin cho chúng con cũng thấy Chúa đang hiện diện sống động thực sự trong tâm hồn mỗi người chúng con, để ngôi đền thờ này luôn được trau chuốt, luôn được lau chùi qua bí tích rửa tội đã được thanh tẩy khỏi tội tổ tông, qua bí tích hòa giải được thanh tẩy tất cả những tội chúng con phạm, và qua bí tích xích dầu, qua thêm sức, chúng con được thêm sức mạnh để chúng con bảo vệ, che chở, gìn giữ ngôi đền thờ là tâm hồn chúng con khỏi bao nhiêu sự cám dỗ, bao nhiêu kẻ thù muốn tàn phá ngôi đền thờ này. Và cho chúng con cũng biết trân trọng các ngôi đền thờ nơi những anh chị em chúng con, dù người ấy, các ngôi đền thờ ấy nó yếu, nó đau, nó bệnh, thậm chí là chất chứa đầy tội lỗi, chất chứa đầy xu uế, vẫn là nơi mà Chúa muốn ngự, để sự thánh thiện của Chúa làm cho ngôi đền thờ đấy được nên thánh, để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch ngôi đền thờ tâm hồn của con và anh chị em của con. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng tìm hiểu qua về một vài vị thánh. Thứ nhất là Thánh Theophan Vena. Thánh Theophan Vena, ngay lúc còn trẻ, vị linh mục thánh thiện người Pháp này đã mơ ước được làm chứng cho tin mừng của Đức Kitô. Ngài đi học làm linh mục. Sau đó, Theophan Vena vào trường đại học chuyên đào tạo các nhà truyền giáo tại Paris, nước Pháp. Gia đình của Theophan mà Ngài hết sức yêu mến đã rất đỗi buồn phiền, vì nghĩ rằng sau khi trở thành linh mục, Theophan sẽ rời bỏ họ. Phần Theophan Vena, Ngài cũng nhận thấy cuộc hải hành rất dài tới vùng Viễn Đông có lẽ sẽ vĩnh viễn tách biệt Ngài khỏi gia đình. Theophan Vena viết trong một lá thư gửi cho cô em gái: "Em yêu quý, anh đã khóc rất nhiều khi đọc thư em viết. Phải, anh biết rất rõ nỗi buồn anh mang tới cho gia đình. Anh nghĩ em sẽ rất đau khổ. Có phải không, em gái nhỏ của anh? Nhưng em không nghĩ rằng anh cũng phải trả giá bằng những dòng lệ đẫm máu hay sao? Khi quyết định như thế, anh biết anh đã đem đến cho gia đình mình niềm đau buồn lớn lao. Còn ai yêu mến gia đình của mình hơn anh nữa? Gia đình chính là tất cả niềm hạnh phúc của anh trên thế gian này. Nhưng Thiên Chúa, đấng liên kết tất cả chúng ta trong mối tình, đấng yêu nhất đã muốn kéo anh ra khỏi đó." Sau khi thụ phong linh mục, Theophan Vena lên đường tới Hồng Kông. Ngài chạy tàu vào tháng 9 năm 1852. Theophan học các thứ ngôn ngữ khoảng hơn một năm, rồi tới Bắc Kỳ, ngày nay là Việt Nam. Có hai trở ngại đáng kể trong cuộc truyền giáo nhiệt thành này: sức khỏe yếu kém và bách hại khủng khiếp. Tuy vậy, Thánh Theophan Vena vẫn anh dũng vượt khó. Thánh nhân thường viết thư kể lại cho cô em gái dễ thương của Ngài ở Pháp, biết tất cả những mạo hiểm và các cuộc trốn thoát nho nhỏ khỏi tay những kẻ bách hại. Cuối cùng, sau khi phục vụ nhiều Kitô hữu ở Bắc Kỳ, Theophan bị bắt và bị xiềng trong một chiếc cũi nhỏ suốt khoảng 2 tháng. Bản tính hiền lành của Theophan Vena rốt cuộc đã chinh phục được cả những anh lính cai ngục. Thánh nhân cố gắng viết về nhà một lá thư, trong đó Ngài kể: "Tất cả mọi người sống chung quanh con đều lịch sự và đáng trọng. Nhiều người đã yêu mến con, từ vị quan chức có thế lực nhất cho đến anh lính bình thường nhất. Mọi người
đều lấy làm tiếc vì luật lệ của quốc gia phải lên án tử cho một ai đó. Con không bị tra tấn như các anh em đồng tu với con. Thế nhưng, sự cảm thông của họ vẫn không cứu nổi mạng sống của Theophan Vena. Sau khi bị chảm quyết, rất nhiều người đã chạy lại và lấy khăn tay của mình mà thấm lấy máu của cha Theophan. Theophan Vena chịu tử đạo ngày 2 tháng 2 năm 1861. Cha Vena được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Ngài là một trong các vị thánh tử đạo Việt Nam được mừng kính ngày 24 tháng 11 hàng năm. Đó là một ngôi đền thờ. Ngôi đền thờ kế tiếp đó là chân phước Giuse Antonio Tovini. Chân phước Giuse Antonio Tovini sinh ngày 14 tháng 3 năm 1841 tại nước Ý. Song thân ngài là những Kitô hữu đạo hạnh và đáng quý. Họ đoan chắc rằng con cái của họ được hấp thụ một nền giáo dục và được lớn lên trong môi trường Kitô giáo lành mạnh. Thân phụ của Giuse qua đời khi cậu được 18 tuổi. Vì vậy, Giuse phải giúp đỡ thân mẫu chăm lo tài chánh để nuôi các em trai và em gái của mình. Trong khi ấy, cậu vẫn tiếp tục việc học và nhận được văn bằng cử nhân luật chính thức vào đúng lúc thân mẫu qua đời. Sau đó ít lâu, Giuse Antonio Tovini bắt đầu hành nghề luật sư. Ngài đảm nhận chức vụ hiệu phó và giảng viên tại trường kỹ thuật. Giuse Antonio Tovini nổi tiếng là người đem đến những điều tốt lành nhất cho sinh viên của mình, đồng thời giúp họ nhận biết và sử dụng những tài năng đặc biệt của bản thân họ. Vào năm 1876, Antonio Tovini gặp một phụ nữ trẻ tên là Emilia Corbolani. Chẳng mấy chốc, họ yêu nhau và sau một thời gian họ lấy nhau. Cùng lúc ấy, Giuse trở thành thị trưởng của thành phố quê nhà, đã cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp chính trị và giúp cải thiện điều kiện sinh sống của những người dân mà Giuse có trách nhiệm phục vụ. Là thành viên của hội dòng ba Thánh Francisco, Giuse Antonio Tovini đặc biệt cảm thấy có bổn phận phải giúp đỡ những người nghèo khổ và túng thiếu. Giuse đã xây dựng những đường rầy xe lửa để nối kết nông thôn với thành thị. Và để cải thiện đời sống tài chánh của người dân, Giuse đã cho thiết lập những ngân hàng và liên hiệp các tài khoản. Giuse cũng thiết lập các trường học và ủng hộ việc xuất bản các loại tạp chí. Giuse Antonio Tovini và Emilia Corbolani bắt đầu cuộc sống gia đình và hai người đã sinh được tất cả là 10 người con. Họ là những bậc cha mẹ tốt lành, nêu gương sáng về đời sống đức tin, kính trọng và thương yêu lẫn nhau. Ba trong số những người con của họ đã tận hiến đời mình cho Thiên Chúa trong bậc sống tu trì. Giuse đã hoạt động không mỏi mệt cho công bằng xã hội và thiện ích của những người nghèo khổ. Nhưng Giuse Antonio Tovini chỉ nhận được sức mạnh để thực hiện công việc này qua cầu nguyện. Giuse đọc Kinh Thánh hàng ngày và rút lấy cảm hứng cho đời sống mình từ lời Chúa. Giuse tham dự thánh lễ mỗi ngày và đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể với lòng yêu mến và tôn kính. Giuse đặc biệt tôn sùng Thánh Thể và thực hành việc tôn sùng bí tích này cách liên tục trong thánh đường giáo xứ nơi Giuse được an táng sau đó. Vào ngày 16 tháng Giêng năm 1897, mỏi mệt vì hoạt động không ngơi nghỉ, Giuse Antonio Tovini đã qua đời lúc được 56 tuổi. Đến ngày 20 tháng 9 năm 1998, Giuse Antonio Tovini được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc chân phước. Và ngôi đền thờ thứ ba, chúng tôi mời gọi anh chị em
chúng ta đón nhận đó là Thánh Philippe Howard. Thánh Philippe Howard là con trai của ông Thomas, một công chức tước miền Norfolk. Thánh nhân sinh ngày 28 tháng 6 năm 1557, lúc nữ hoàng Marie đang nắm quyền trị nước. Và lúc ấy, Anh quốc một lần nữa lại trở thành Công giáo. Philippe Howard được rửa tội trong giáo hội Công giáo. Nhưng một năm sau, nữ hoàng Elizabeth thứ nhất lên ngôi, bà đã tái thiết giáo hội Anh giáo, ngăn cấm người ta không được quyền hành đạo Công giáo. Thân phụ của Philip là ông Thomas và cả gia đình đều cải sang Anh giáo. Ông Thomas tái hôn với một phụ nữ tên là Elizabeth. Người ta đã sắp xếp cho ba người con trai của ông Thomas cưới ba cô con gái của bà Elizabeth. Vì thế, Philippe lúc ấy 14 tuổi, đã kết hôn với Anna. Philippe chỉ thích quan tâm đến đời sống chính trị xã hội, ít nghĩ đến Thiên Chúa và Anna. Ngài trở thành bá tước miền Aruden vào năm 1580 và được chào đón tại hoàng gia với tư cách là một sủng thần của nữ hoàng Elizabeth thứ nhất. Vào một ngày trong năm 1581, Philippe Howard có mặt tại hoàng gia và chứng kiến cuộc tranh luận giữa các nhà thần học thuộc Anh giáo và một linh mục dòng tên là cha Edmond Campion. Những lời của vị linh mục này, người đã chịu từ đạo sau khi tranh luận với họ, là nguồn mạch cho đức tin của Philippe Howard. Dần dần, Philippe Howard suy nghĩ nhiều hơn về ý nghĩa và giá trị khi được làm một Kitô hữu đích thực. Và Philippe cũng bớt để ý tới công việc của Ngài. Philippe cảm thấy mình đang ngụp lặn trong niềm tin Công giáo. Và cùng lúc ấy, Philippe nhận ra rằng mình đã làm cho người vợ phải đau khổ vì đã bỏ mặc cô ấy suốt nhiều năm trời. Sau đó, Anna gia nhập đạo Công giáo. Và năm 1584, Philippe cũng vậy. Philippe sống rất trung thành với Thiên Chúa, với giáo hội và với người vợ yêu quý của mình. Cùng lúc ấy, Philippe Howard bắt đầu nhận thức rằng mình không còn là sủng thần của nữ hoàng Elizabeth thứ nhất nữa. Ngài biết cuộc trở lại với giáo hội Công giáo sẽ là một mối nguy hiểm cho bản thân mình. Philippe Howard viết một lá thư cho nữ hoàng, giải thích những lý do về sự chọn lựa và sau đó ngài rời bỏ Anh quốc. Nhưng Philippe Howard bị bắt đang khi vượt biển và người ta đã đem ngài tới tháp đài London vì là bá tước. Cho nên Philippe Howard tránh được án tử hình nhưng phải bị án chung thân. Nhà giam của Philip lại trở nên nhà nguyện đối với ngài. Philippe dành nhiều thời giờ mỗi ngày để cầu nguyện và suy gẫm lời Chúa. Thánh nhân đã trải qua suốt 10 năm sống như vậy. Philippe nài xin cho được gặp mặt người vợ và con trai sinh ra trong lúc ngài còn đang ngồi tù nhưng lại bị từ chối. Ngài chỉ được phép gặp mặt người thân khi và chỉ khi nào từ bỏ đức tin Công giáo mà thôi. Thế nhưng đức tin của Philippe Howard và của Anna có thể hy sinh một vài năm vắn vỏ hạnh phúc bên nhau để đổi lấy hạnh phúc đời đời trên thiên đàng. Philippe Howard mất trong tù ngày 19 tháng 10 năm 1959, lúc mới được 38 tuổi. Năm 1970, Đức Thánh Cha Phao Đô Đại Lục đã tôn phong Philippe Howard lên bậc hiển thánh. Và ngài là một trong số 40 vị thánh tử đạo tại xứ Wales và Anh quốc. Thưa anh chị em và các bạn, sau khi qua đời, người ta đã tìm thấy những lời này được Philippe Howard ghi khắc trên bức tường xà lim của ngài, nơi ngài bị giam 10 năm tù. Càng chịu đau khổ với Chúa Kitô trên thế gian này, chúng ta càng được hưởng vinh quang với người trong đời sống mai hậu. Càng được chịu đau khổ với Chúa Kitô trên thế gian này, chúng ta càng được hưởng vinh quang với người trong đời sống mai hậu. Việc tưởng nghĩ về thiên đàng có thể giúp chúng ta vượt
qua những khó khăn trong cuộc sống này hay không. Việc tưởng nghĩ về thiên đàng có thể giúp mỗi người chúng ta đủ sức vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống này hay không. Amen. Đến với lòng thương xót Chúa, cuộc đời ta sẽ an vui ngập tràn, cuộc đời ta sẽ tìm thấy bình an. Đến với lòng thương xót Chúa sẽ ban ơn lành, nếu ta có lòng thành luôn bên Chúa, lòng thành luôn yêu người. Con luôn tin tưởng rằng Chúa dìu đời con đi, băng qua đồi lội suối trùng khơi. Sống đúng, sống đẹp, thánh lễ gõ nhịp cho cuộc sống. Sống đúng, sống đẹp, thánh lễ gõ nhịp cho cuộc sống. Thứ hai, mùng 9 tháng 11, 2020. Xin chào anh chị em và các bạn. Hôm nay là ngày thứ hai, mùng 9 tháng 11 năm 2020. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu với anh chị em cuốn sách Thánh lễ gõ nhịp cho cuộc sống của tác giả là Linh mục Paul Bernier mà chúng tôi đã biên dịch cách đây 15 năm. Trong những khóa học tại trung tâm mục vụ, lúc đó chúng tôi đang mở những khóa về thánh lễ, về tâm lý, cuốn tâm lý phát triển con người, và bên phục vụ thì cuốn sách Thánh lễ gõ nhịp cho cuộc sống. 15 năm trôi qua, mỗi lần cử hành thánh lễ, nhất là thánh lễ kính lòng Chúa thương xót, tôi thấy thánh lễ và cuộc sống nối với nhau, nó như là một cái nhịp, một điệu múa quyện lấy với nhau. Mà nếu mình hiểu cho đúng thì anh chị em tham dự thánh lễ sẽ rất là thú vị. Như mình đi tham dự một lễ hội, mà một lễ hội đó là biểu trưng cho ngày lễ hội trên thiên đàng. Cho nên nó không phải là lễ hội trần gian, mà là lễ hội thiên quốc bắt đầu ngay từ trần gian này. Cho nên một cái tiết nhịp. Và trong cuốn sách này thì nó có tất cả là 13 chương. Cuốn sách này có tất cả là 13 chương. Chương thứ nhất là thánh lễ và cuộc sống. Chương thứ hai là học hiểu về vũ điệu của Thiên Chúa. Chương thứ ba là tiết nhịp triệu tập. Chương thứ bốn, cõi lòng rộng mở liên đới trong Đức Kitô. Chương thứ năm, tiết nhịp kể chuyện. Chương thứ sáu, tâm trí rộng mở ở trong sự thật. Chương thứ bảy, tiết nhịp ngôn sứ. Chương thứ tám, tầm mắt rộng mở, đọc dấu chỉ thời đại. Chương thứ chín, tiết nhịp nuôi dưỡng. Chương thứ mười, đôi tay rộng mở dẫn thân. Chương thứ mười một,
Tiết Nhịp Sai Đi, chương thứ 12, Cánh Cửa Rộng Mở Đến Tận Cùng Thế Giới, và chương thứ 13 là Kết Thúc Vũ Điệu. Vậy thì trong thánh lễ, họ chia làm 5 tiết nhịp. Thứ nhất là tiết nhịp triệu tập, thứ hai là tiết nhịp chuyện kể, thứ ba là tiết nhịp ngôn sứ, thứ bốn là tiết nhịp nuôi dưỡng, và thứ năm là tiết nhịp sai đi. Rất thú vị, mời anh chị em và các bạn chúng ta bắt đầu vào chương 1 ngày hôm nay, thứ hai, mùng 9 tháng 11 năm 2020, chương 1 với tựa đề là Thánh Lễ và Cuộc Sống. Thánh lễ là suối nguồn và chóp đỉnh của đời sống người Kitô hữu. Công đồng Vatican đã gọi thánh lễ là suối nguồn và chóp đỉnh của đời sống người Kitô hữu. Một lời xác định rất cao đẹp. Lời xác quyết này có thể rất thực trên phương diện thần học, nhưng trên bình diện thực tế thì lại khác hẳn, thưa anh chị em. Nhiều người Công giáo không tham dự thánh lễ đều đặn và không cho thánh lễ là nguồn ánh sáng để hiểu mọi biến động xảy ra trong cuộc sống của mình, đặc biệt là trong gần một năm với đại dịch virus corona. Các nhà thờ đóng cửa, không có những thánh lễ mà mọi người có thể đến tham dự được. Rồi chúng ta cùng lắm là tham dự thánh lễ trực tuyến online. Cho nên khi nhà thờ mở cửa lại, mặc dù chưa phải hết tất cả mọi nhà thờ, nhưng mà vấn đề đặt ra đó là người ta, nhất là bạn trẻ, quen tham dự thánh lễ online rồi và cảm thấy là không có nhu cầu để đến nhà thờ nữa. Nhiều khi cha mẹ bảo đến tham dự thánh lễ đi, bảo con tham dự thánh lễ online được và nó tiện hơn, khỏi phải đến nhà thờ. Nhưng mà vì người ta chưa thấy được cái ý nghĩa, giá trị cao quý của thánh lễ dính với cuộc sống, mà người ta có khi chỉ coi rằng thánh lễ là một bổn phận, như là phải trả nợ quỷ thần. Thánh lễ ngày Chủ nhật là bởi buộc, mà không đi thì mắc tội trọng. Chỉ vì mắc tội trọng mà đi tham dự thánh lễ. Giống như hai người yêu nhau, nếu mà hẹn hò đến với nhau mà vì tình yêu thì mong ngóng cho đến cái ngày đó. Hẹn là 10 giờ thì 8 giờ đã phải chuẩn bị rồi, 8:30, 9:30, chờ làm sao đến trước 9 giờ, kiểu lỡ hẹn với người mình yêu. Và khi mình gặp gỡ người yêu mình rồi, mình ngồi bên nhau, có khi không cần nói gì, chỉ cần nhìn nhau, có khi chỉ cần cầm lấy tay nhau, có khi chỉ cần nghe được hơi thở hay là ngửi được mùi hương của nhau thôi, thưa anh chị em, cũng thấy là sau một thời gian nó trôi nhanh thế. Cái gì? Khi mình hiểu được người yêu của mình, khi mình biết được người yêu của mình như thế nào, càng hiểu càng biết thì càng yêu mến và càng muốn gần gũi, càng muốn lâu giờ. Thế thì nếu mà các bạn hiểu được thánh lễ, hiểu được cái ý nghĩa sâu xa cao trọng của thánh lễ, thì mình sẽ thấy rằng mình mong mỏi đi tham dự thánh lễ không phải chỉ là ngày Chủ nhật, mà còn bất cứ lúc nào, ngày nào mình có thể được. Cho nên các anh chị em đừng ngạc nhiên khi thấy là người ta đến, người ta tham dự thánh lễ tại giáo điểm Tin Mừng, hay là ngày xưa tôi làm nhà thờ Chi Hòa là ngày thứ năm, một tuần chỉ có một ngày thứ năm, còn với giáo điểm Tin Mừng làm từ ngày thứ hai đến Chủ nhật. Nhưng mà ngày nào cũng là ngày Chủ nhật, ngày nào cũng là ngày lễ hội, vì ngày nào họ cũng đến tham dự thánh lễ và họ cảm thấy ngày nào họ cũng là một cái ngày lễ hội đối với họ. Ngay cả người ngoại đạo họ đến họ tham dự thánh lễ. Như ngày Chủ nhật chẳng hạn, thánh lễ mà có 5.000 người ngoại đạo họ tham dự thánh lễ 7 giờ tối. Thế thì họ đến họ cảm thấy vui. Mà cái vui đó không phải là cái vui vì có tiền, không phải cái vui vì có phát quà, không phải cái vui vì đó vì được gặp gỡ người này người kia, nhưng mà cái vui vì họ cảm thấy họ được gần Chúa và từ đó họ gần gũi được với nhau. Và họ cảm thấy đụng chạm được lòng thương xót của Chúa trong thánh lễ. Vì thánh lễ là đỉnh cao của lòng thương xót Chúa mà. Cho nên lúc đó không còn là đi lễ vì bắt buộc, đi lễ vì sợ tội, nhưng mà đó là một điểm hẹn của lòng thương xót, điểm hẹn của tình yêu, điểm hẹn Giê-xu. Có những vị chủ chăn phê phán những ai không tham dự thánh lễ thường xuyên là những người nguội lạnh, thờ ơ. Nhưng
trong thực hành. Các vị này không chỉ cho giáo dân thấy được việc cử hành thánh lễ có liên hệ thiết yếu với cuộc sống của họ. Làm sao mà việc tôi đi tham dự thánh lễ và cuộc sống của tôi có liên hệ thiết yếu với nhau, đến nỗi có thể nói rằng trong niềm tin của họ vào Đức Kitô, việc cử hành thánh lễ chỉ đóng một vai trò rất phụ thuộc. Đi cũng được mà không đi cũng không sao. Bí lắm đi vào ngày Chúa Nhật để cho nó khỏi mắc tội trọng. Thế thôi. Chứ không thấy thánh lễ và cuộc sống mình nó có dính dự gì đến nhau cả. Không cho người ta thấy được điều đó. Từ đó có thể nói rằng là có một cái hố ngăn cách giữa thánh lễ và cuộc sống hàng ngày của người Kitô hữu. Có một khoảng cách. Thánh lễ chỉ được nhìn nhận là nguồn gốc, là chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu trong giới hạn của một lòng sùng kính hoặc của một cái gì đó rất phụ thuộc. Nếu mà rất phụ thuộc thì làm sao là chóp đỉnh và đỉnh cao của đời sống người Kitô hữu được. Do đó, mục đích mà chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em trên chuyên mục Sống Đúng Sống Đẹp này là cố gắng lấp đầy cái chỗ trống giữa thánh lễ và cuộc sống, để bắt một nhịp cầu giữa phục vụ thánh thể và cuộc sống thường nhật của người tín hữu, làm cho thực thể thâm sâu nhất và sinh động nhất của thánh lễ trở thành nguồn sáng soi cho mọi sự hiểu biết về chính mình của người Kitô hữu. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta có 13 chương. Nó khổ một cái là nếu mà nói hết một chương thì nó hơi dài, mà nếu mà nói nửa chương rồi cắt thì hôm sau sợ nó lại không có cái sự liên tục. Cho nên chúng tôi cố gắng suốt 13 chương là có mất có khoảng 13 ngày, là khoảng 2 tuần lễ, để anh chị em xong được cuốn sách Thánh Lễ Gõ Nhịp Cho Cuộc Sống. Và ở đây chúng tôi cũng cố gắng trình bày một thần học về thánh lễ, giải thích về thánh lễ cách nào đó khác với sự hiểu biết mang tính cách một lòng tôn sùng vốn có từ lâu rồi trong các sách thiêng liêng. Chúng ta không phủ nhận giá trị của những hiểu biết đó, nhưng mà những hiểu biết đó không đủ giải quyết cho những thách đố của thời đại ngày hôm nay. Và chính vì vậy người ta không muốn đến tham dự thánh lễ nữa. Ta không muốn tham dự thánh lễ nữa, nhất là với những người trẻ ngày hôm nay. Thánh lễ và virus corona có ảnh hưởng gì đến cuộc sống tôi hay không? Thánh lễ và hạn hán hay là lụt lội, sạt lở ở miền Trung có ảnh hưởng gì không? Thánh lễ và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có ảnh hưởng gì không? Thưa anh chị em, làm sao họ cảm thấy rằng là thánh lễ và cuộc sống không thể tách rời? Và vì không thể tách rời cho nên là đi tham dự thánh lễ là chuyện bình thường, giống như là mình ăn cơm đó hàng ngày vậy. Không ăn là phải đói, đói thì phải ăn. Vậy thì mình tham dự thánh lễ và cuộc sống của mình, nếu mà mình cảm thấy không tham dự thánh lễ là cuộc sống của mình như là nó hụt hẫng, hay là nó mất một cái gì, giống như là mình đi hai chân mà bây giờ còn có một cẳng. Thưa anh chị em, cần phải có một nỗ lực mới. Nếu không có một cách thức tốt hơn thì e rằng mọi nỗ lực của chúng ta sẽ gặp nguy cơ là chỉ củng cố thêm cho một lòng đạo đức ngày càng mất ý nghĩa đối với số đông giáo dân. Nếu chúng ta không nhớ kỹ điều này trong những việc cử hành thánh lễ và dạy giáo lý, thì phục vụ thánh thể có thể sẽ chỉ còn là một sự trình diễn bên ngoài, không hơn không kém, và không mang lại một ích lợi lâu bền nào. Cũng vui khi chúng tôi giới thiệu cuốn sách này trước đó 2 ngày, thì những chị em ở nước ngoài, nhất là những chị em mà đang trong Âu Châu hoặc bên Mỹ, đang vẫn còn bị cách ly virus corona, chưa đến nhà thờ tham dự thánh lễ được, nói rằng bây giờ chúng còn ở nhà mà được nghe biết về thánh lễ thế này thì sau này
mà nhà thờ mở cửa trở lại, chúng con sẽ đi tham dự thánh lễ, nó khác hơn, khác hơn. Tạ ơn Chúa, Chúa biến sự dữ thành sự lành, Chúa biến cái đại dịch virus corona này để có dịp để anh chị em ở nhà, mà giết chết thời giờ bằng cách nào đây? Nghĩa hát karaoke hoài. Bây giờ mấy cái show Paris by Night với lại gì đó Asia chết rồi, đâu còn nữa. Bây giờ làm gì đây? Nghĩa coi phim mãi. Thì chúng tôi cố gắng mỗi ngày cung cấp cho anh chị em 4 món ăn. Có những người nói con, tụi con bội thật rồi cha ơi. Bảo không sao, vì cũng có những người đang đói mà. Thế giới này có những nước dư thừa thực phẩm đem đổ xuống biển, nhưng mà cả triệu triệu người ở Phi Châu chẳng hạn đang bị chết đói thì sao? Cái đói khát tâm linh mới là cái điều không ai có thể giúp chúng ta được. Cho nên chúng tôi chỉ làm với công việc của người đầy tớ phục vụ anh chị em. Chúa bảo làm cái gì thì chúng tôi làm cái đó để phục vụ anh chị em. Ước mong rằng anh chị em đón nhận người đầy tớ này phục vụ, dù là món ăn không được khoái khẩu của anh chị em, thì xin cũng đón nhận cái tấm lòng thành của chúng tôi muốn phục vụ anh chị em nha. Hai điểm được nhấn mạnh trong suốt những buổi chia sẻ này. Điểm thứ nhất là xác tín rằng chúng ta cần phải chuyển sự hiểu biết của chúng ta về thánh lễ từ khía cạnh là một việc sùng kính mang tính riêng tư cá nhân qua khía cạnh cộng đoàn. Điểm nhấn thứ hai là chúng ta phải chuyển sự hiểu biết về bí tích thánh thể từ một quan niệm thụ động sang một thái độ năng động tích cực. Hai cái chuyển biến, thánh lễ không còn là cá nhân nữa nhưng mà là cộng đoàn. Hiểu biết về thánh thể không còn mang tính thụ động nhưng mà tích cực và năng động hơn. Như chúng ta biết là từ thế kỷ thứ 13, luật hội thánh buộc sinh tội rước lễ ít nhất mỗi năm là một lần. Sự kiện này cho thấy là giáo dân đã tách rời thực hành phục vụ như thế nào và đã hiểu về vai trò của thánh lễ trong đời sống Kitô hữu ra sao. Hoặc là giáo dân đã cảm thấy không xứng đáng để rước Chúa vì một ý thức tội lỗi cá nhân, hoặc đơn giản chỉ vì họ không hiểu được ý nghĩa của phục vụ thánh thể. Và từ đó thánh lễ có một ảnh hưởng rất lu mờ trong đời sống thực tế của người giáo dân. Thay vào đó, họ chạy theo bao nhiêu loại sùng kính khác, vì những cách sùng kính này giúp họ trực tiếp đến gần với Chúa hơn. Nhất là vì hình như là các thánh một cách nào đó gần gũi với họ trong cuộc sống hàng ngày hơn là phục vụ của giáo hội. Những lối sùng kính khác, người ta chạy đến nhiều hơn là việc tham dự thánh lễ, vì họ cảm thấy rằng là cái việc sùng kính đó nó gần gũi với đời sống của họ hơn. Còn thánh lễ họ cảm thấy như là một nghi thức xa rời với thực tế. Hậu quả là chính thánh lễ đã trở thành một lối sùng kính như bao nhiêu lối sùng kính khác. Đó là thời của những cuộc rước kiệu linh đình, những việc tổ chức rầm rộ đặt mình thánh Chúa ngoài trời. Thời của giáo dân chạy từ nhà thờ này sang nhà thờ nọ để kịp dự một lần truyền phép khác, vì họ cứ nghĩ rằng cứ mỗi lần tôi dự cái phần truyền phép là tôi đã tham dự được một thánh lễ rồi. Nhiều ví dụ điển hình có thể nêu ra. Tuy nhiên, kết quả là những việc số tôn sùng thánh thể này dần dần tách khỏi gốc rễ của mình trong phục vụ giáo hội. Và hậu quả còn tai hại hơn, đó là việc giáo dân cắt đứt thực tế hàng ngày của thế giới mình ra khỏi suối nguồn và chóp đỉnh đời sống của họ. Anh em thấy thánh lễ là suối nguồn và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu, mà người ta lại thấy thánh lễ chẳng dính gì đến cuộc sống của họ. Họ đã tách rời thánh lễ ra khỏi thế giới của mình. Mâu thuẫn vì thánh lễ là suối nguồn và chóp đỉnh của đời sống mình, mà mình lại tách khỏi cái suối nguồn và chóp đỉnh của mình. Vậy thì mình đi về đâu?
sống thế nào? Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta nói về chiều kích cộng đoàn của thánh lễ. Một vấn đề nhức nhối nhất đó là những lòng sùng kính kiểu đó hoàn toàn không biết đến chiều kích cộng đoàn của thánh lễ. Lòng tôn sùng thánh thể trở thành mối liên hệ riêng tư cá nhân với Chúa Giêsu. Con nhìn Chúa, Chúa nhìn con, chuyện của con và chuyện của Chúa không dính gì đến chuyện thế giới, chuyện gia đình cả. Không phải là sự liên hệ với toàn thể hội thánh nữa. Nói rằng thánh thể là suối nguồn và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu không có ý nghĩa nào khác hơn là công bố xác tín của các giáo phụ là chính thánh thể đã làm nên hội thánh. Chính thánh thể làm nên hội thánh. Nhưng những lời tuyên bố này sẽ chỉ là những nguyện vọng đạo đức nếu thánh lễ không được coi như là một hoạt động của toàn thể cộng đoàn tín hữu họp lại với nhau để nói lên cái chân tính của mình. Thật hấp dẫn khi ta thấy trong Tân Ước một trong những tên gọi đầu tiên của thánh lễ là Ecclesia, nghĩa là hội thánh. Đối với cộng đoàn tín hữu tiên khởi, cách hiểu thần học về hai từ hội thánh và họp nhau bể bánh là một hoạt động đồng nhất. Khi nói đến hội thánh có nghĩa là nói đến một cộng đoàn họp nhau lại để bẻ bánh. Mà khi họp nhau lại bẻ bánh đó chính là hội thánh. Hiến chế về phụng vụ thánh cũng như thông điệp mầu nhiệm đức tin của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đến ngày nay vẫn nhắc nhở chúng ta rằng có nhiều sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong hội thánh. Một trong những sự hiện diện chính yếu đó là người hiện diện trong cộng đoàn tụ họp nhau lại nhân danh người để công bố hồng ân cứu thoát mà người phải trả bằng cái chết và sự phục sinh của người, và công bố việc hiệp thông vốn phải là thành quả của việc chúng ta họp mặt với nhau nơi bàn tiệc của Chúa. Chúng ta cũng đến với thánh lễ để được sai đi tiếp nối công cuộc của Đức Kitô. Điều này chỉ có thể được nếu chúng ta xem thánh lễ là việc sùng kính cao nhất và trọng đại nhất. Không ý thức được việc cử hành thánh lễ thực sự là một việc thờ phượng công khai của toàn thể dân Chúa thì chúng ta không sao có được một ý thức về chân tính của mình, cũng như không tài nào mà giải thoát chúng ta ra khỏi ngục tù của cá nhân và làm cho chúng ta hiểu được ý nghĩa của sứ mạng phát sinh từ việc thực hiện các trách nhiệm của chúng ta như là một phần tử của dân giao ước mới. Thưa anh chị em, hình ảnh một cộng đoàn được Chúa triệu tập là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng chúng ta được mời gọi để tiếp nối công cuộc mà Đức Giêsu đã từng hiến cuộc đời và mạng sống của mình để xây dựng một vương quốc. Vương quốc đó chính là ý nghĩa của hai chữ hội thánh. Trước đây, trong các nhà thờ, chúng ta thấy có những hàng bao lơn ngăn cách cộng đoàn với những gì diễn ra ở trên cung thánh. Anh chị em những người lớn tuổi còn nhớ khi ngày xưa ngày tôi còn bé giúp lễ đi tham dự thánh lễ, linh mục quay lên và giữa cung thánh với lại phía dưới người giáo dân có một cái gọi là cái hàng rào gọi là bao lơn. Khi mình đến rước lễ là mình quỳ một hàng chỗ cái bao lơn đó, rồi cha chủ tế cho rước lễ là cứ đứng trên một cái ngăn cách cái bao lơn đó. Mà khi rước lễ chúng tôi còn phải trải thêm một cái khăn trắng, rồi người rước lễ là phải đặt tay mình dưới khăn trắng đó để lỡ mình thánh Chúa có rớt thì rớt trên cái khăn trắng dài đó. Đã vậy giúp lễ còn phải hứng ở phía dưới rồi. Ngày xưa tôi còn bé thì cái hình ảnh đó rõ lắm. Bây giờ thì anh chị em đến một số nhà thờ cổ vẫn thấy còn cái bao lơn ngăn cách giữa cung thánh là phía trên chủ tế dâng lễ, còn phía dưới là người giáo dân. Người ta có cảm giác rằng
tất cả mọi hành động quan trọng đều xảy ra trên cung thánh, và rằng không có chỗ cho giáo dân đặt chân. Các thừa tác viên đọc sách và thừa tác viên thánh thể chỉ mới có sau này mà thôi. Xưa là chủ tế làm hết mọi chuyện. Sự tách biệt quá rõ ràng giữa hàng giáo phẩm và giáo dân trong các nhà thờ làm cho giáo dân tự nhiên cảm thấy thực sự họ không có vai trò nào trong khi cử hành phụng vụ của giáo hội. Đúng thế không? Và ngược lại thì phụng vụ cũng chẳng có vai trò gì trong đời sống của người giáo dân. Giáo dân có phải làm gì đâu. Họ đến nhà thờ chủ yếu là để được Chúa ban cho họ một cái gì đó. Họ đến để đào sâu hơn mối quan hệ của mình với Chúa Giêsu, hoặc để được một ân huệ, hoặc để được soi sáng. Có thể họ cũng mong hiệp lễ và có được sự gặp gỡ trong bí tích. Nhưng tất cả những thái độ này hoàn toàn mang tính thụ động, không thể làm cho họ tham gia vào hoạt động của thánh lễ. Vì như chúng ta thấy, hoạt động đó là của người khác, của linh mục hoặc của Chúa Giêsu, chứ đâu phải là của họ. Họ đến như một khán giả ngồi dưới nhìn lên sân khấu, trên đó chủ tế múa máy gì đó, còn người ngồi dưới họ thụ động. Chính cách thức cử hành thánh lễ như thế làm cho chúng ta không thấy được đây cũng chính là hành động của mình. Do đó kinh nguyện thánh thể trở thành việc hồi tưởng hoặc kỷ niệm lại những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta cách đây gần 2.000 năm. Tuy nhiên, cần phải biết rằng nếu sự gặp gỡ mang tính bí tích của chúng ta với Chúa Giêsu có một ý nghĩa nào đó, thì chính là vì Đức Giêsu gặp gỡ ta trong hành trình cuộc đời của ta và mời gọi ta liên đới với Người để trở thành tác nhân của ơn cứu độ. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Anh em còn nhớ quyền phép linh mục giơ mình thánh lên. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Chúng ta lặp lại lời này trong mỗi thánh lễ. Giáo dân có thói quen cho lời này chỉ là lời của linh mục chủ tế ta đọc mà. Còn tệ hơn, chúng ta nghĩ lời này là chỉ là lời truyền phép thôi, giống như một lời bùa chú thôi. Sau cái lời này Sachisu là bắt đầu, sau cái lời bùa phép là mình là bánh lễ biến thành mình thánh Chúa. Nhưng thực ra Chúa Giêsu không yêu cầu chúng ta lập lời này. Chúa Giêsu không yêu cầu chúng ta lập lại lời này, mà Người yêu cầu chúng ta làm những gì chính Người đang làm trong lúc đó. Các con hãy làm việc này, làm cái việc mà Chúa đang làm lúc này, lúc đó đó. Đó là chuẩn bị trao ban mạng sống để cứu rỗi nhân loại. Mỗi người hãy làm lại công việc đó để mà nhớ đến Chúa. Giống như hai người yêu nhau, mỗi lần nhớ đến em thì anh hãy làm cái này. Mỗi lần nhớ đến em thì anh làm cái này, em làm cái này để mình nhớ đến em. Ngày xưa chúng ta đã nghe lại, nghe bài hát này. Mỗi lần nhớ đến em thà mở lại bài hát. Con đường tình ta đi với bàn chân nhỏ bé, con đường chiều thủ đô, vân vân. Hoặc là mỗi lần mà nhớ đến em thì lấy cái hoa cúc trắng này chẳng hạn. Vì ngày xưa là em yêu hoa cúc trắng chẳng hạn. Hay là hoa cúc vàng, áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá sân trường. Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu thương, anh pha mực cho thêm gì nó nhung nhớ. Thế thì Chúa Giêsu mời gọi chúng ta là làm lại công việc mà Chúa chuẩn bị trao ban mạng sống để cứu rỗi nhân loại. Tin mừng theo Thánh Gioan chương 13 trình thuật việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ như là một thí dụ về những gì chính chúng ta phải làm cho nhau. Gioan thì thay vì lập lại việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể thì nói đến việc Chúa Giêsu rửa chân. Và như vậy thì nếu Thầy là Chúa là Thầy mà còn rửa chân cho anh em thì anh em cũng hãy không có rửa chân cho Thầy. Chúa Giêsu không có yêu cầu mình làm gì cho Chúa cả.
Nhưng mà như thầy đã làm cho anh em thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Cho nên một số nhà thờ cũng làm cái hình ảnh tượng trưng như thế này, là khi chọn 12 tông đồ là những ông trùm, những ông trưởng gì đó, rửa chân cho ông xong thì ông xách chậu nước xuống, ông mới rửa chân cho những bà con giáo dân. Như thầy rửa chân cho các con thì các con cũng hãy rửa chân cho nhau. Thánh lễ yêu cầu chúng ta liên kết với Đức Giêsu trong việc cứu rỗi nhân loại. Chúa Giêsu đã làm công việc hiến mạng sống mình để cứu nhân loại. Thì mỗi lần tham dự thánh lễ là mỗi lần chúng ta nghe lại lời Chúa nhắc nhở này, nghe làm việc này mà nhớ đến tôi nha chú. Mấy chú nghe rõ không? Dạ thưa đại ca em nghe. Rồi làm đi, cộng tác vào với Chúa trong công việc cứu rỗi nhân loại. Lớn lắm chứ. Tham dự thánh lễ mỗi lần nghe nhắc cái đó, mình thấy cái giá trị của mình được Chúa mời gọi làm công việc quan trọng lắm chứ, đâu phải đùa. Chúng ta đi đến điểm kế tiếp. Thánh lễ là sự liên kết. Thánh lễ kêu mời chúng ta đến với bàn tiệc, và Đức Giêsu sẽ làm chúng ta phấn chấn trong tầm nhìn của Người, liên kết chúng ta lại với Người trong công cuộc cứu rỗi những người khác. Khi tham dự thánh lễ, chúng ta được liên kết với Chúa để làm công việc cứu rỗi anh em của mình, và đó là chiều kích truyền giáo của hội thánh và của thánh lễ. Có lẽ bây giờ mình mới nghe bảo, ủa vậy mỗi lần tôi đi tham dự thánh lễ là tôi được lãnh cái sứ mạng là truyền giáo. Đó là chiều kích truyền giáo của hội thánh và của thánh lễ. Nếu các cử hành thánh lễ của chúng ta trong quá khứ đã không có kết quả nào cho việc chuyển biến đời sống của chúng ta, hay không làm cho giáo dân dấn thân hơn vào công cuộc của Đức Kitô, có thể là vì giáo dân cảm thấy mình đến với thánh lễ chỉ để nhận chứ không phải để cho. Đến là để nhận, nhận mình thánh, nhận lời Chúa, nhận bình an, nhận, xin cho. Người cho thì tôi nhận. Vì chúng ta chỉ hiểu như vậy. Chúng ta đưa bàn tay không để chỉ nhận thân mình của Chúa Kitô. Bàn tay tuy tay con nhỏ bé bao nhiêu cũng không vừa. Chúng ta đưa bàn tay của mình ra, bàn tay trống không, để nhận lấy mình thánh Chúa Kitô. Nhưng đến phiên mình lại còn phải trao ban Chúa Giêsu cho người khác. Trao ban Chúa Giêsu cho người khác không phải bằng việc là tôi rước lấy mình thánh rồi tôi bẻ ra, tôi rước một nửa, còn nửa tôi về tôi đưa cho người khác. Không phải là như vậy. Đây mới chính là cốt lõi của sứ mạng của người Kitô hữu, và qua bí tích thanh tẩy, sứ mạng này được giao phó cho toàn thể dân Chúa là tôi có nhiệm vụ truyền giáo, nhiệm vụ giới thiệu Chúa cho người khác qua cuộc sống của tôi. Khi tôi rước lấy Chúa Giêsu thánh thể là tôi nhận lấy sứ mạng mà Chúa trao phó cho tôi phải ra đi, chứ không có ở lì lại trong nhà thờ, không có ở lì lại trong văn phòng của tôi. Điều mà Đức Thánh Cha Francisco cứ nói là phải mở tung cánh cửa đi ra vùng ngoại biên đó. Đó, mỗi lần mình tham dự thánh lễ là mỗi lần nhận lấy cái sứ mạng, mà nhận lấy cái sứ mạng đó không phải tự sức mình có thể làm được, mà tôi rước lấy Chúa Giêsu thánh thể vào. Chúa, con rước Chúa rồi sao Chúa? Chú mày cứ bộ cứ giữ tao đây hoài à? Còn thằng Khoa nè, còn thằng Minh nè, còn con Phụng nè, thằng Tuấn này chưa biết ta. Nói cho nó biết cha, để tuần sau không phải mình con đến mà rủ thêm con Phụng chứ, rủ thêm con Hà chứ, rủ thêm con Sung chứ, rủ thêm con Phương chứ, rủ thêm bé Thùy chứ, vân vân và vân vân. Mà chính vì mình không ý thức được cái việc đó, cho nên là bao nhiêu lần mình tham dự thánh lễ là chỉ có cá nhân mình với Chúa. Và mình có thể, ngày xưa còn ghi sổ kho thiêng liêng là giữ được bao nhiêu lễ, gọi là dâng bó hoa thiêng mừng bổn mạng của thầy hay bổn mạng của sơ của cha, giữ được 365 thánh lễ là chỉ có mình với Chúa thôi. Chẳng thế không ạ? Và chính vì vậy mà nhà thờ càng ngày càng rộng
rộng theo nghĩa là không có người đến nữa. Vì họ cảm thấy khi nào có cần gì đến xin Chúa một tí vậy, khó khăn gì chạy đến với Chúa xin ơn, nhận xong rồi đi về hết, mà không có đi nói cho người khác biết rằng là tôi được ơn của Chúa đây, tôi được Chúa mời gọi đến, tôi nhận được ân phúc của Chúa và bây giờ mời bạn hãy đến cùng với tôi. Tôi thấy có những hình ảnh rất đẹp khi tôi sang Úc 30 ngày. Những anh chị em cứ alo với nhau. 3 giờ chiều lòng thương xót Chúa nghi lễ nha, tôi đang làm, bà không đi được thì tôi ghé tôi đón bà đi nha bà. Ông đi được tôi đón thì ông nha. Có một chị xách xe 7 chỗ là chị đi một vòng, ngày nào cũng đi đến từng nhà, những nhà mà không đi lễ được á là rủ họ đi, xong rồi chở họ về. Nhưng khi 9-10 giờ đêm mới về nhà, vì nó xa, mỗi nhà cách nhau cả chục cây số chứ phải như Việt Nam mình sát vách sát vách. Mà họ vẫn làm công việc đó, thưa anh chị, vẫn làm công việc đó. Mình rủ nhau đi nhậu thì số sáng lắm, nó có tụ nào không mày, nó có show nào không mày, chứ còn có ai mà nói rủ nhau đi tham dự thánh lễ nghe nó hơi chuyện lạ bốn phương hay sao. Vậy mà tôi thấy được khi người ta đến với lòng Chúa thương xót, người ta cảm nhận được điều này. Tôi mới gặp một em đến để xin tạ ơn vì con mới xin được việc làm ở cách trung tâm mục vụ có cây số mà con ở Bình Dương, con không có đạo, mẹ con không có đạo, không có đạo hết, nhưng mà có người hàng xóm cho con cái máy bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi con nghe xong rồi con thấy hay, con đến nhà bè con tham dự thánh lễ. Rồi con nghe tin cha về đây, con đến đây. Mẹ con nói đi kiếm việc làm không có, mà đối với con làm sao xin được việc làm. Hôm nay con đã có việc làm, đưa tôi cái bao thư, đây là tiền lương đầu tiên của con, xin dành giúp cho bà con Bão Lụt miền Trung cho chuyển giùm con. Mà trong tháng 11 này chúng tôi sẽ đi 3 ngày 6 thứ 7 Chủ nhật chuyển giùm con. Và mẹ con ngày nào cũng mở nghe, con ngày nào cũng mở nghe. Rồi mẹ con đem cái máy của cha đi, có mỗi cái đến cho bà này mượn 3 ngày, bà kia mượn 4 ngày, bà kia mượn tuần. Tôi nói thôi được rồi, con cần bao nhiêu máy nói cha đưa ra về, con nói mẹ con đi phát. Thì thưa anh chị em đó, nếu mà mỗi người chúng ta cứ làm công việc đó, công việc truyền giáo đó, công việc loan báo tin mừng, mà khi mình đến mình tham dự thánh lễ mà thấy được cái như vậy, có việc làm. Chứ mà đến tham dự thánh lễ mà thấy như là đi trả nợ, nó nặng nề, không có hứng thú gì cả, không chẳng có ý nghĩa gì cả. Còn đến nhận sự vụ mới ấy nha, sao nay sao có hôm nay thêm được bà này, nay thêm được cô kia, nay vân vân và vân vân, cho chúng ta hoàn toàn sắc tín về chân lý thần học dạy rằng thánh lễ là suối nguồn và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu. Ta sắc tín được điều đó, nhưng đồng thời cũng nhìn nhận cái thực tế phũ phàng của đa số người tín hữu. Đúng, ai cũng nói điều đó là đúng, là thánh lễ là chóp đỉnh, là suối nguồn, là chóp đỉnh đời sống Kitô hữu, chẳng ai chối điều đó. Nhưng mà chỉ trên giáo lý, trên quan niệm thần học, trên sách vở. Còn thực tế phũ phàng là cái gì? Có thể là nhiều năm sống thái độ thụ động và quá nặng tính tôn sùng đạo đức về thánh lễ đã thực sự tách biệt thánh lễ ra khỏi ý thức và cuộc sống hàng ngày của người giáo dân. Vì ta quá chú trọng đến việc sùng kính đạo đức cá nhân của mình với thánh lễ, cho nên đã tách biệt thánh lễ ra khỏi cái ý thức rằng thánh lễ và cuộc sống nó liên kết chặt chẽ với nhau. Thánh lễ hầu như hoàn toàn không nói gì đến nền kinh tế chính trị của thế giới, cũng không nói gì đến các thực tại xã hội, và biến thánh lễ vào mối liên hệ của chúng ta với Chúa Giêsu là một công việc hoàn toàn cá nhân và tấn công vào chính gốc rễ của bản chất cộng đoàn Kitô hữu. Vì
Hội thánh là một cộng đoàn, sự liên kết với nhau. Mà bây giờ chúng ta đến tham dự thánh lễ họp nhau lại, mà lại chỉ có ta với Chúa. Đánh mất, tấn công ngay vào gốc rễ bản chất cộng đoàn Kitô hữu là một cuộc họp, một sự liên kết. Chúa Giêsu muốn tất cả nên một mà bây giờ nó không nên một. Mỗi thằng là một với Chúa, chứ không nên một với nhau trong Chúa. Tôi là một với Chúa. Đạo đức cá nhân, sùng kính đạo đức với thánh lễ, tham dự thánh lễ rất sốt sáng, nhưng mà rồi chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Và chính vì thế tôi hết là hết, giống như một ngọn nến nó cháy, nó cứ cháy sáng cho đến khi nó hết, mà nó không châm lửa cho những cái thằng khác, cho nên nó hết là hết. Còn nếu mà nó cố gắng nó châm lửa cho thằng thứ hai châm lửa cho thằng thứ ba, thì khi mà thằng thứ nhất hết thì tới thằng thứ hai còn, thằng thứ hai hết thì tới thằng thứ ba còn. Và như vậy giáo hội mới lan rộng được chứ. Còn đạo gốc, mà đạo gốc của ông có nội tôi, ông nội tôi chết là hết, không truyền lại cho bố tôi. Hoặc là tới đời tôi là hết, còn thằng con tôi bây giờ nó cũng chẳng biết gì lễ. Còn thằng cháu tôi thì càng thua hơn, mà chắc tôi thì còn tịt, còn chít thì còn tịt ngòi luôn, không còn thấy đạo riết gì nữa cả. Cho nên biến thánh lễ và mối liên hệ của chúng ta với Chúa Giêsu thành một công việc hoàn toàn cá nhân là tấn công vào chính gốc rễ của bản chất cộng đoàn Kitô hữu. Chúng ta là một dân bí tích, là một hội thánh bí tích, và bí tích có nghĩa là quyền năng cứu rỗi của Đức Kitô. Thánh lễ là một thách đố cho chính hội thánh và cho thế giới. Các vấn đề chung chỉ được giải quyết khi nào chúng ta có thể học biết yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta mới giải quyết được vấn đề. Còn đưa lên hết cuộc hội nghị này đến cuộc hội nghị kia mà chỉ nghĩ đến lợi ích của cá nhân, lợi ích của quốc gia, lợi ích của tập thể mình mà không có lòng xót thương, không có biết quan tâm đến người khác, thì bao nhiêu cuộc hội nghị cũng chẳng bao giờ có thể có được một nền hòa bình thực sự trên thế giới này đâu, thưa anh chị em. Vì đó là một tình yêu đòi phải hy sinh chính mạng sống mình cho người khác. Thánh lễ là một hiến tế, Chúa Giêsu hy sinh mạng sống cho ta để nuôi sống ta. Và khi ta rước Chúa Giêsu rồi, ta có được cái đó hay không? Có làm việc đó để nhớ đến Chúa hay không? Mỗi lần cử hành thánh lễ là mỗi lần chúng ta công bố sự chết của Đấng đã hy sinh mạng sống cho chúng ta. Là Đấng đó mong muốn chúng ta cũng sẵn sàng làm như người. Một tình yêu tích cực, một sự dân thân toàn diện, đó chính là tâm điểm của thánh lễ. Cho nên khi anh chị em mà chịu khó nghe hết những buổi chia sẻ trong cuốn Thánh lễ gõ nhịp cho cuộc sống này, mình đến với thánh lễ, rồi mình đặt thánh lễ lại tâm điểm của hội thánh, để nó lên bản chất của chính hội thánh. Đồng thời thánh lễ cũng giúp chúng ta sống được những gì chúng ta cử hành nơi bàn tiệc của Chúa ở trong chính đời sống thường ngày của mình. Làm sao có sự nối kết được? Tôi nghe lời Chúa đó, nhưng mà những lời chia sẻ đó làm sao nó phải dính đến cuộc sống của tôi? Cho nên khi tôi học về khóa giảng thuyết thì ông thầy của tôi hay nói, không phải nói cái điều mà anh muốn nói cái điều mà anh thích nói, nhưng mà nói những điều mà người ta đang muốn nghe, nói những điều mà người ta đang quan tâm, chứ không phải điều mà anh quan tâm. Anh quan tâm là làm cho người ta thích nghe, nhưng mà muốn làm cho người ta thích nghe thì anh phải quan tâm đến cái mà họ đang quan tâm, cái họ đang mong muốn, chứ không phải cái mà tôi mong muốn, cái mà tôi quan tâm. Điều này cũng nghĩa là có sự giao thoa hai chiều giữa thánh lễ và cuộc sống. Có thể hiểu được mối tương giao này bằng cách đào sâu các tiết nhịp cơ bản và đặc trưng của thánh lễ. Và cũng chính những tiết nhịp cơ bản này là đặc trưng của cộng đoàn Kitô hữu. Dù ta có ý thức hay không,
vẫn có một liên hệ hỗ tương giữa phục vụ thánh thể và cuộc sống hàng ngày. Điều này có nghĩa là hiệu năng của việc cử hành thánh lễ và sức mạnh chứng tá của người Kitô hữu trực tiếp liên hệ với nhau. Không thể nào cử hành thánh lễ đầy đủ ý nghĩa nếu cuộc sống chúng ta không phải là cuộc sống thánh thể trong ý nghĩa trọn vẹn nhất của cái ngôn từ này. Điều này có nghĩa là hiệu năng của việc cử hành thánh lễ và sức mạnh chứng tá của người Kitô hữu trực tiếp liên hệ với nhau. Không thể nào cử hành thánh lễ đầy đủ ý nghĩa nếu cuộc sống chúng ta không phải là cuộc sống thánh thể trong ý nghĩa trọn vẹn nhất của cái ngôn từ này. Không thể nào cử hành thánh lễ đầy đủ ý nghĩa nếu cuộc sống của chúng ta không phải là cuộc sống thánh thể trong ý nghĩa trọn vẹn nhất của ngôn từ. Hơn nữa, thánh lễ được cử hành với đầy đủ ý nghĩa sẽ có khả năng uốn nắn cộng đoàn chúng ta thành một cộng đoàn như Chúa mong muốn, là chính thân mình của Người. Trước thế kỷ thứ 12, nhiệm thể của Đức Kitô được hiểu là hội thánh. Hội thánh và thánh thể Đức Kitô hoặc nhiệm thể thực tế là một. Nhưng từ thế kỷ thứ 12, chúng ta đã đổi ý nghĩa nói đến thân mình Đức Kitô là nói đến thánh thể, mà nói đến nhiệm thân hay nhiệm thể Đức Kitô là nói đến hội thánh. Hội thánh là nhiệm thể của Đức Kitô. Hơn thế nữa, chúng ta coi hội thánh như là một tổ chức có phẩm chất được Thiên Chúa thiết lập, và thánh thể như là một trong nhiều hồng ân được hội thánh ban phát để làm cho các chi thể riêng biệt được lớn mạnh lên. Hội thánh như là một tổ chức có phẩm chất được Thiên Chúa thiết lập, và thánh thể như là một trong nhiều hồng ân được hội thánh ban phát để làm cho các chi thể riêng biệt được lớn mạnh. Chúng ta phải chân nhận rằng thánh thể không phải là thành quả công việc của hội thánh, nhưng chính sự hiện hữu của hội thánh. Chân tính của hội thánh vừa được diễn tả và vừa được công bố cách hiệu quả khi hội thánh tập trung vào thực tại mình máu Chúa Kitô. Do đó, các giáo phụ mới nói rằng là không những thánh thể làm nên hội thánh, mà hội thánh cũng làm nên thánh thể. Chúng ta kết thúc chương 1 ở đây. Ngày mai mời anh chị em nghe tiếp chương thứ 2 là học bước theo vũ điệu của Thiên Chúa. Đầu vào khóa không phải dạy khiêu vũ, nhưng mà chúng ta cùng một vũ điệu với Thiên Chúa, vì mỗi thánh lễ là một vũ điệu cử hành, một vũ điệu trong cuộc sống của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Ave Maria.